Xin chào các bạn. Đây là toàn cảnh thành phố Vinh ở mạn phía đông nha các bạn. Thành phố Vinh rất là đẹp. Xa xa kia là sân vận động Chảo Lửa Thành Vinh đấy các bạn. Đấy, đây là Chảo Lửa Thành Vinh đây. Đây là sân nhà của đội Sông Lam Nghệ An. Còn đây là phía bắc thành phố. Bọn tôi đang ở trên một cái quán cà phê rất là đẹp các bạn ạ. Tên là tiếng Tây, khó đọc lắm. Nosenko, nằm trên đường Quang Trung các bạn. Cái quán này có một cái view tuyệt đẹp luôn. Đấy, như đằng trước thì nhìn ra toàn cảnh của thành phố Vinh. Đoàn chúng tôi hôm nay thì buổi sáng thì còn ngồi đây uống cà phê thôi. Chuẩn bị chúng tôi sẽ lên đường về Hà Nội. Lần này chúng tôi sẽ đi không đi đường cao tốc nữa, mà chúng tôi sẽ đi đường mòn đấy các bạn. Đi vào trong đường mòn để ghé qua một số chỗ để chơi nữa, xong rồi mới về. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm cái con đường mòn Hồ Chí Minh. Mời các bạn đi theo chúng tôi nhé. Đội ngũ nhân viên ở đây rất là trẻ các bạn ạ. Trẻ, đẹp. Còn đây là cái quang cảnh ở phía tây thành phố. Đây có một số công trình vẫn đang xây dựng. Đẹp đấy. Dịch xuống phía dưới này là phía nam thành phố đây các bạn. Rất đẹp. Kiến trúc ở cái quán cà phê này rất là đặc biệt các bạn. Chỗ này không gian thì cũng yên tĩnh. Nếu mà ở đây mà thư giãn thì rất là tốt. Tại vì ở trên tầng thượng một ngôi nhà rất là cao các bạn. Chúng ta đang di chuyển ở trên đường Quang Trung. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ra quốc lộ 1 để đi lên đường mòn này các bạn. Chúng ta ngồi trên xe đi để ngắm thành phố Vinh. Buổi sáng lần cuối cùng chuẩn bị rời thành phố. Mấy năm rồi mới quay lại thành phố Vinh, nhưng mà thấy thành phố cũng vẫn vậy đấy các bạn. Chỉ có khác là ở phía tây thành phố thì xây dựng nhiều, nên có một con đường đi ra ngoài bãi tắm ấy, xây dựng to thật đấy. Tôi nghĩ là con đường đấy to nhất cả nước luôn. Tôi cũng chưa đi con đường nào nó to như vậy. Con đường đi ra cửa lò ấy các bạn, to lắm. Cũng còn một cái ngạc nhiên nữa là cái mật độ ô tô đông lắm các bạn ạ.
đi vào thành phố Vinh bây giờ thì ô tô nhiều vô cùng luôn, rất nhiều ô tô. Bọn tôi đi thì nhìn thấy trên vỉa hè toàn cái ô tô là ô tô thôi, đông lắm. Còn một cái cảm nhận nữa là thành phố Vinh cũng rất là sạch sẽ các bạn. Thành phố du lịch rất là sạch. Đó các bạn thấy không? Ô tô đông không? Rất là đông. Bây giờ là cũng là qua cái giờ đi làm nhé các bạn. Bọn tôi hôm nay dậy hơi muộn. Bây giờ qua giờ đi làm rồi. Thế mà ô tô vẫn đông như thế này. Thế này không biết là thành phố Vinh có xảy ra tắc đường hay không nhỉ? Bạn nào biết thì hãy comment ở bên dưới nhé. Bọn tôi bắt đầu đi ra đường 1 các bạn ạ. Đi ra quốc lộ 1, xong bắt đầu đi lên đến Diễn Yên. Thế xong là rẽ lên quốc lộ 16. Xong từ đó là đi lên đường mòn đấy các bạn. Từ đây lên đó chắc là cũng khoảng 6-70 cây đấy. Từ đó mới rẽ ra đường mòn, đường nó tiện đường hơn. Chứ không nếu mà ở thành phố đi sang phía Tây cũng được. Thế nhưng mà từ đấy đi sang lên đến sang Đô Lương, xong rồi đi mới rẽ lên, đi loằng ngoằng lắm. Thế là đi rất xa các bạn. Đến chỗ này thì sắp sửa đến chỗ đường rẽ ra Cửa Lò rồi đây. Đông quá. Đây cũng sắp đến cái đường rẽ ra Cửa Lò, một con đường to. Mấy hôm trước mà bọn tôi đã đi đấy. Đấy, chỗ này là đến chỗ này là rẽ phải và ra thị xã Cửa Lò đó các bạn. Từ chỗ này ra thị xã Cửa Lò còn mười mấy cây nữa. Chào thành phố Vinh. Đến khi nào mà ra đến đường mòn thì tôi lại quay tiếp nha các bạn. Bây giờ chúng ta đang đi trên đường mòn Hồ Chí Minh đây các bạn. Chỗ này là huyện Nghĩa Đàn. Bạn thấy ngạc nhiên không? Đường rất là đẹp nha. Tốc độ đi cũng nhanh. Thế tốc độ chúng ta đang đi đây là đang đi 70 cây số một giờ đây. Các bạn thấy ngạc nhiên chưa? Đoạn đường này chắc là cũng được nâng cấp rồi đây. Nhìn đi rất là khoái, đường thẳng tắp, đẹp lắm các bạn. Đi êm nữa. Phong cảnh hai bên đường rất là đẹp nha các bạn. Đường Hồ Chí Minh là một trong bốn con đường giao thông huyết mạch chạy từ Bắc vào Nam nha các bạn. Trong đó có cái tuyến đường quốc lộ 1 này, là cũ này. Tuyến đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông là mới này. Và con đường ven biển Việt Nam. Con đường Hồ Chí Minh này còn một số đoạn đang thi công nha các bạn. Vẫn chưa xong hết đâu. Tuyến đường này thì được xây dựng trên cơ sở nâng cấp một số đoạn tỉnh lộ và quốc lộ, cũng như làm mới một số đoạn này các bạn. Các đoạn dựa trên nền quốc lộ và tỉnh lộ có sẵn được gọi là đoạn tuyến tránh quốc lộ, tỉnh lộ. Dự kiến là sau cái năm 2030, một số đoạn của đường Hồ Chí Minh này sẽ được nâng cấp thành đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, với quy mô sẽ nhỏ hơn là cái tuyến phía Đông các bạn. Ngày 5 tháng 4 năm 2000, đường Hồ Chí Minh khởi công xây dựng giai đoạn 1. Ngày 3 tháng 2 năm 2004, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 11, Quốc hội nước Việt Nam thì đã có quyết định số 38/2004
về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và xác định đây là công trình quan trọng của quốc gia nha các bạn. Điểm xuất phát của con đường này là tại km số 0, tại thị trấn Lạt, hay còn gọi là thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, được đánh dấu bằng cái cột mốc số 0 ngày 27 tháng 4 năm 1990, được công nhận là di tích lịch sử quốc gia nha các bạn. Nhà máy TH Chomil trước mặt các bạn đây. Bên này là những cái vườn cam vinh rộng bát ngàn luôn. Đây là nhà máy TH Chomil nữa các bạn. Đó, rộng lắm các bạn ạ. Ở trong này thì thoải mái đất đi. Từ ngày làm cái con đường mòn Hồ Chí Minh này thì kinh tế ở trong vùng phía Tây của đất nước phát triển rất là tốt nha các bạn. Đường xá giao thông cũng thuận lợi hơn. Có rất nhiều những cái nhánh rẽ sang tận biên giới Việt-Lào, và cũng có rất nhiều những cái nhánh rẽ đi xuống kết nối với những cái thành phố ven biển và những cái cảng lớn nha các bạn. Đây, những cánh đồng cỏ cho nhà máy sữa TH Chomil các bạn. Các bạn nhìn sang bên phía tay phải, những cánh đồng cỏ rất là đẹp. Ở trong này cũng có rất là nhiều nhà máy, như đây là có cái nhà máy chế biến nước hoa quả. Chúng ta sắp đến cái chỗ đồi hoa hướng dương nhỉ các bạn. Ngay gần đây thôi, sắp đến rồi đấy. Nếu mà mở cửa thì bọn tôi sẽ rẽ vào đó để chơi. Đây là đường rẽ vào đây này. Nhưng mà chả thấy hoa đâu các bạn ạ. Chắc là không có rồi. Buồn thật. Từ đi quá xuống dưới này hỏi người dân xem nào. Đây là đóng ổi đâu đấy ạ? Gửi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh ạ. Gửi đi chứ. Gửi đi Hà Tĩnh đấy chứ. Bực về là cắt về để gửi đi. Bà cháu hỏi đấy, bây giờ cái đồi hoa hướng dương nó không trồng nữa ạ? Đấy, hướng dương cảnh người ta này. Năm nay lại không làm. Vâng. Thế gì này? Đi mãi hóng mãi để vào đồ hoa hướng dương để chơi, thế mà lại không làm. Vâng. Ưng to thì quả to, ưng điếu thì quả to, to đặc thịt này. Tính. Thịt cò răm ngon là lấy. Đừng có lấy bé quá thì lấy vương. Tôi nhé. Bia. Ổi ngon không? Ngon lắm. Đông miếng là một. Chúng ta lại tiếp tục lên đường. Không được chơi ở đồi hoa hướng dương thì bây giờ tiếp tục lên đường để ra Thanh Hóa nha các bạn. Đi ra chỗ suối Cá Thần Cẩm Lương chơi ở đó. Đến chiều thì về. Đó, đường nó đẹp không các bạn? Thẳng tắp. Quá đẹp luôn. Đi ở trong đường mòn, nói là đường tiếng ở đường mòn thôi, nhưng mà những cái đoạn đường này đã được nâng cấp rồi các bạn. Đi khoái lắm. Tốc độ rất là cao. Đi đến chỗ này thì rẽ trái là sang thị xã Thái Hòa các bạn. Rẽ phải thì sang chạy bò sữa TH. Bây giờ đang là 11 giờ trưa rồi các bạn. Mặt trời đã bắt đầu đứng bóng rồi. Trên đường cũng vắng. Đi tốc độ nhanh lắm các bạn. Bây giờ tôi đang đi 80 cây số một giờ. Đường rất là vắng.
đi khoái lắm. Đường rất là êm. Đi thế này thì có khác gì đi đường cao tốc đâu. Rất nhanh các bạn ạ. Ui, cánh đồng cỏ đẹp không này. Quá đẹp luôn. Chúng ta đã đến địa phận Thanh Hóa rồi đây. Đây chúng ta đang đi trên địa phận của Nghi Xuân, Thanh Hóa này các bạn. Rất là đẹp. Đi thế này thì không khác gì đi trên đường cao tốc cả. Tốc độ cũng rất là nhanh. Buổi trưa đi là càng nhanh hơn. Các bạn có thấy không? Khi nào cứ có đường là có nhà, có đường là có dân ở. Bây giờ dân cư ở trong đường mòn này rất là đông rồi các bạn. Không còn vắng vẻ giống như là hồi mới mở ra đâu. Bạn nào có đam mê mà đi phượt hay là đi du lịch ý, ở trong những con đường như thế này thì bây giờ cũng không đáng ngại nữa. Tại vì bây giờ dịch vụ, các loại dịch vụ bây giờ thì cũng rất là đông rồi các bạn, nhiều lắm. Các hàng quán cơm này, mấy lì cái chỗ trạm xăng, trạm xiếc, xăng dầu cũng có rồi. Cái chỗ sửa xe mấy cứu hộ thì cũng có nhiều rồi các bạn, không đáng ngại nữa. Các quán cơm xe tải cũng rất là nhiều, cho nên là không lo bị nhỡ bữa đâu các bạn. Không như hồi mới mở ra, cái ngày mà mới mở ấy mà tôi cũng đi một lần, nhưng mà đi vào đây thực sự là đáng sợ ấy các bạn. Không có cái chỗ nào mà dừng nghỉ, không có cây xăng, dân cư thì thưa thớt, đi vào đây hốt lắm. Nhưng bọn tôi cứ bảo nhau là nếu mà nhỡ mà hỏng xe một cái thì chỉ có ở trong này có hàng tuần rồi. Gọi cứu hộ thì mãi mới ở ngoài đường 1 mới vào. Cũng có những câu chuyện của các bác tài kể là đi vào trong con đường như thế này mà cũng bị nằm ở đây mất 4-5 hôm ấy các bạn. Gọi cũng không có ai vào trong này để cứu hộ đâu. Mệt phết đấy. Có các bác kể chuyện là vào trong này mì tôm còn không có để ăn. Tìm được nhà dân để xin bữa cơm thôi mà cũng rất là khó khăn các bạn. Bây giờ thì ok rồi, không sợ nữa. Đã bắt đầu nhìn thấy những cánh đồng mía rồi các bạn. Ra Thanh Hóa là bắt đầu nhìn thấy có mía rồi. Chúng ta đang đi đây là đi trên quốc lộ 15 này các bạn. Đường mòn Hồ Chí Minh này thì có rất nhiều những cái điểm trùng với những cái đường quốc lộ cũ các bạn. Đây chúng ta đang đi trên quốc lộ 15 này. Cái lịch sử của đường mòn này, Hồ Chí Minh này thì tôi nói qua để các bạn cũng hiểu thêm nhé. Ôi đoạn đường này đẹp quá này. Thẳng như kẻ chỉ luôn. Thẳng tắp luôn này. Đẹp chưa? Thật sự là rất là đẹp. Đi này như đi trên cao tốc các bạn. Tốc độ nhanh. Ngày 19 tháng 5 năm 1959 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập cái tuyến vận tải chiến lược để chi viện cho miền Nam và các nước bạn. Sau này trở thành con đường Hồ Chí Minh. Còn vì sau này đất nước bắt đầu vào tiến trình đổi mới thì nhà nước mình đã quyết định nâng cấp cái con đường này lên, kéo dài hơn ra. Ngày xưa thì chỉ bắt đầu km số 0 tại thị trấn Lạt đấy các bạn, Tân Kỳ, Nghệ An ấy. Nhưng mà theo cái quyết định số 38 2004 Quốc hội khóa 11, đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua 30 tỉnh và thành phố trong cả nước. Tổng chiều dài toàn tuyến là có 3.167 km. Trong đó những cái tuyến chính thì dài là 2.667 km. Tuyến nhánh phía Tây dài 500 km. Đường thì sẽ có quy mô 8 làn xe tùy thuộc cái địa hình. Bởi vì sau này thì chắc là đến giai đoạn sau này thì con đường này sẽ được nâng cấp lên thành đường cao tốc phía Tây các bạn.
Cái điểm đầu ấy thì là ở Bắc Bó, Cao Bằng. Đấy là đầu Bắc. Còn đầu phía Nam thì là mũi Cà Mau nha các bạn. Ôi đẹp quá. Còn đây là những tuyến đường tải điện 500 kV. Xây dựng cái tuyến đường tải điện 500 kV này cũng là một kỳ công đấy các bạn. Kỷ lục của Việt Nam. Xây dựng trong cái giai đoạn này, trong cái thời gian rất là ngắn, nhanh. Nghe những câu chuyện của những cái cán bộ và công nhân đi xây dựng cái tuyến đường 500 kV này, cảm thấy là rất là kính phục họ. Họ làm việc cực kỳ là gian nan, vất vả, chủ yếu là bằng sức người các bạn. Đây là các bạn nhìn thấy hàng quán bây giờ là rất là nhiều, đông lắm, nhà cửa cũng đông nữa. Đi vào đây không còn hẻo lánh thì giống như ngày xưa nữa. Không sợ bị đói nữa đâu, mà cũng không sợ cô đơn nữa đâu các bạn. Đi vào đây thì được ngắm cái cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Xuyên ra qua những cái cánh rừng rất đẹp nha các bạn. Phải nói là rất là đẹp. Thế là bác Tài, bác ấy cũng duy trì tốc độ được cứ đều đều là 80 km/h nha các bạn. Các bạn đi thấy đường có thích không? Đấy, nói là đường mòn thôi nhưng mà những con đường này được nâng cấp rồi. Đây mới lại trùng với con đường, đây là quốc lộ, đang đi trên quốc lộ 15. Rất đẹp. Đấy, đi qua những cái mối nối cầu này thậm chí còn không bị sóc đâu các bạn. Rất tốt. Con đường này đưa vào sử dụng cũng khá là lâu rồi. Thế nhưng mà cái chất lượng cũng rất là tốt đấy các bạn. Đi khoái lắm, êm, mượt. Đây này, đi qua những cái mối nối này. Đó, các bạn thấy không? Rất êm nhá. Không hề có sóc một tí nào cả. Thế các bạn, bây giờ là buổi trưa nữa. Giữ được cái tốc độ này thì cũng nhanh đến Chùa Cá Thần thôi. Hồi giữa năm ngoái bọn tôi cũng có đi sang cái nhánh phía tây ở đường mòn này, qua cái khe ve mới đèo đá đẽo. Thế là cũng có bạn là comment là đấy là đường nhánh phía đông, nhưng mà không phải đâu các bạn ạ, đấy là nhánh phía tây nhé. Đi qua những cái khe cò Phố Châu hay là khe ve đèo đá đẽo ấy, đấy là đều là nhánh phía tây đấy các bạn. Nói chung là cái nhánh phía tây thì dân cư thưa thớt hơn ở bên nhánh phía đông này nhiều. Thế nhưng mà được một cái là đường cũng không đẹp bằng, thế nhưng mà được một cái là cái phong cảnh thì rất đẹp các bạn. Tại vì ở trong đấy là xuyên qua những cái khu rừng già, xuyên qua những cái khu rừng rất là đẹp các bạn. Có những khu rừng vẫn còn là rừng nguyên sinh, rất đẹp. Chắc là cũng có nhiều bạn cũng có chung cái niềm đam mê như tôi. Tôi rất thích đi trên đường bộ này các bạn. Ngồi trên ô tô mà đi được ngắm những con đường này rất là khoái đấy các bạn. Đây, chỗ này có con đường này rẽ ra quốc lộ 1 đây. Tôi có một cái mong muốn là bao giờ mà có đủ điều kiện thì tôi sẽ đi tất cả các con đường trên giải đất hình chữ S này bằng ô tô và bằng xe máy. Đi tất cả các con đường luôn. Tôi thích lắm. Ngồi trên ô tô mà ngắm phong cảnh tuyệt tác các bạn, đẹp. Trong cái quá trình vận hành của con đường mòn này thì cũng có nhiều cái chuyện buồn xảy ra các bạn.
Nhưng vào tháng 9 năm 2013, mặc dù vừa mới xây xong thì hàng trăm km đường bê tông của đường Hồ Chí Minh đã bị hư hỏng các bạn. Một số đoạn này vừa làm xong đã hỏng. Giám đốc điều hành dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Kon Tum, Pleiku bị đình chỉ chức vụ các bạn ạ. Từ năm 2012, cái đề án mà chuyển xe khách lên đường Hồ Chí Minh để giảm tải cho quốc lộ 1 triển khai được rầm rộ lắm các bạn. Trong đó có việc bắt buộc các chuyến xe khách đang hoạt động từ quốc lộ 1 lên. Tuy nhiên thì đến tháng 9 năm 2013, đề án thì coi như đã bị phá sản rồi. Đáng báo động là phương tiện trên tuyến đường này có nguy cơ giảm mạnh công suất sử dụng. Tại nơi có lưu lượng cao nhất của đường Hồ Chí Minh chỉ bằng 1 phần 10 so với thiết kế thôi. Còn bên này có một cái trang trại trồng rau sạch hay sao? Cái này tôi không rõ nữa. Bây giờ đi một đoạn nữa là sắp đến nhà máy đường Lam Sơn rồi. Xa xa cái nhìn thấy ống khói nhà máy đường Lam Sơn rồi các bạn. Đó, đây là chỗ Lam Sơn rồi đây. Thử tìm cái quán cơm xe tải chỗ này xem sao. Kia là nhà máy đường Lam Sơn. Đây là đằng sau nhà máy đường Lam Sơn đấy các bạn. Vừa mới rồi là định rẽ vào đây để ăn cơm nhưng mà đông quá. Trước mặt chúng ta đấy là thị trấn Ngọc Lặc đấy các bạn. Thị trấn Ngọc Lặc này là cũng là một cái cửa ngõ phía tây của tỉnh Thanh Hóa. Chỗ này đẹp quá. Thị trấn Ngọc Lặc này là cũng con đường huyết mạch thì cũng nằm trên cái quốc lộ 15 này các bạn. Đẹp thật đấy. Lại nói tiếp cái câu chuyện về đường mòn Hồ Chí Minh. Tuy rằng nó cũng xảy ra nhiều những cái chuyện mà nó không hay lắm như thế. Thế nhưng mà con đường này thì vẫn phát huy được những cái tác dụng của nó nhé các bạn. Nó là một con đường chạy song song với quốc lộ 1, kết nối với rất nhiều những cái vùng của đất nước lại với nhau, giúp cho những cái nền kinh tế ở phía tây đất nước kết nối được với vùng ven biển các bạn. Ngày xưa là các bác tài ngại chạy vào cái đường mòn này là do cái con đường này nó có nhiều đèo dốc lắm, tốn nhiên liệu hơn, nhiều ngã ba ngã tư, đường nhỏ nữa, chạy ngang nữa, cho nên là nguy hiểm. Hệ thống cái biển báo tốc độ này, chỉ dẫn với gờ giảm tốc, đèn tín hiệu thì còn nhiều bất cập lắm các bạn ạ. Bây giờ đã đến địa phận của Cẩm Thủy đấy các bạn. Còn một chút nữa là đến suối Cá Thần thôi. Như các bạn đã biết đấy, ngày xưa thì còn những hệ thống dịch vụ này, ví dụ xe bị hỏng này, hệ thống nhà hàng, khách sạn này, thưa thớt, thế nên là các bác tài rất là ngại đi theo cái tuyến đường này. Nhưng bây giờ thì các bạn không phải lo nữa rồi nhé. Bây giờ tuyến đường này thì cũng rất đông rồi, dân cư thì cũng đông rồi, không thưa thớt như ngày xưa nữa. Các dịch vụ thì cũng có sẵn rồi, cứu hộ này, sửa chữa này, hay là các hàng quán này thì cũng có rồi các bạn. Bây giờ thì không sợ cô đơn nữa rồi. Các bạn nếu mà đi thì cứ mạnh dạn đi vào những con đường như thế này nhé, để được ngắm nhiều cái phong cảnh đẹp và ngắm cái sự đổi thay
của đất nước nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Mỗi một lần đi vào đây thì có nhiều cái trải nghiệm lắm các bạn ạ. Tay trái đây thì có con đường rẽ lên Nam Mèo nha các bạn. Nam Mèo là một cái xã biên giới thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên địa bàn thì có một cái cửa khẩu Nam Mèo này các bạn, là cửa khẩu quốc tế có đường bộ duy nhất của tỉnh Thanh Hóa, thông thương sang cái cửa khẩu Nam Soi của Lào các bạn ạ. Con đường đi rất là đẹp nha các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy, đi chỗ này thì không khác gì nhìn cao tốc các bạn ạ. Bác Tài bác cái chạy kinh quá. Chỗ này các bác cái chạy đến 90 km/h. Nhưng mà cũng vắng. Đẹp thật đấy. Sắp đến suối Cá Thần các bạn ạ. Và đường này rất là đẹp. Đi thích thật đấy. Đây là cầu Cẩm Lương nha các bạn. Đi qua dòng sông Mã. Sông Mã anh hùng, sông Mã ơi. Ơi sóng vỗ mái chèo, làng thôn quê ta khuất xa chiều mến. Đấy là lời bài hát sông Mã anh hùng nha các bạn. Tự nhiên tôi lại nhớ ra. Ngày xưa đi sang suối Cá Thần này phải đi qua cái cầu chèo. Lắc lạc lừ sợ lắm các bạn. Chỉ xe bé đi thôi chứ còn xe to thì không đi được. Bây giờ có cây cầu mới này thì đi nhàn hơn rồi. Kia cái suối Cá Thần thì nằm ở trong cái dãy núi trước mặt này các bạn. Bây giờ thì cũng trưa rồi mà muộn rồi. Video thì cũng dài rồi. Bây giờ tôi sẽ dừng cái video ở đây nhé các bạn. Tôi sẽ làm tiếp cái phần sau. Vào suối Cá Thần và con đường theo đường mòn đi ra Hà Nội nha các bạn. Mời các bạn tiếp tục đón xem. Bây giờ tôi xin được kết thúc cái video tại đây. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Những hiểu biết của tôi thì còn rất là hạn chế các bạn ạ. Nếu mà có cái điều gì mà sơ sót ấy thì mong các bạn thông cảm nhé. Các bạn đừng chửi. Nếu các bạn yêu quý thì hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Con đường này thì họ vẫn đang làm. Bây giờ là rẽ vào cái chỗ điểm bán vé để vào tham quan cái suối Cá Thần đây.